Xin chào cô chú chị và các bạn. Hôm nay là ngày 23 tháng 1. Mới ngày hôm qua mình quay video của anh chị mình nói là bữa giờ phía Nga không có tấn công vô những cái thành phố lớn. Thì sau khi mà mình nói xong á, thì cái này mình cũng không quan tâm, những cái điều mình nói thì có sao mình nói vậy, mình không nói thì nó cũng xảy ra thôi. Thì không có những cuộc tấn công thì khuya khuya là cái nghĩa là ngày khuya sáng sớm ngày 23 tháng 1 này nè, thì có một cuộc tấn công như vậy, một tấn công lớn vào thủ đô. Thì khi mà tổng cộng là phía Nga tấn công vô khoảng 41 cái tên lửa, nhưng mà phía Nga thông tin là chặn được khoảng 21 thôi. Thì trong đó khoảng tầm mười mấy cái tên lửa đạn đạo Iskander anh chị, khoảng tầm 12 cái tên lửa đạn đạo, và ngoài ra những tên lửa, nhiều loại tên lửa khác nhau thì đi rất là nhiều hướng. Ở nhà mình nghe tiếng phòng không ấy bùm một cái mất hồn luôn anh chị, to lắm. Thì hiện tại bây giờ theo thông tin là ở thủ đô, tên lửa bắn trúng vào những cái nhà khu dân cư. Thì những khu dân cư này làm vài cái căn hộ của người dân á, bị thiệt hại. Thì ngoài ra thêm mấy chục, là trên dưới 100 cái căn chung cư mà gần của những gì bị ảnh hưởng khi mà cái sóng tên lửa nó nổ đó, thì làm cửa kính đó, nó bị vỡ, khoảng làm trên dưới 100 căn hộ bị vỡ kính. Thì chỉ có vài căn hộ bị ảnh hưởng, bị cháy thôi. Thì ngoài ra có một người thiệt mạng và mấy người bị thương. Và có một cái trường hợp đó là một cái tên lửa Iskander nó tấn công vô cái khu dân cư đó, nhưng mà kêu là nó bị điếc luôn, nó không có nổ được. Thì quân đội, cảnh sát người ta đến hiện trường là di dời hết những người dân ở khu vực đó, để khi nào mà ta di chuyển cái tên lửa này và cái địa điểm mà có thể an toàn đối với người dân. Thì đó là cái khu vực kia thủ đô. Thì ngoài ra thì nó tấn công vào Kharkiv rất là nhiều. Thì Kharkiv thì bị ảnh hưởng nhiều, cũng vậy, bị ảnh hưởng rất là nhiều luôn, rất là nhiều ngôi nhà bị cháy, bị hư hại, hàng chục đến hàng trăm ngôi nhà bị ảnh hưởng. Và cái con số hiện tại bây giờ thiệt mạng trong ngày hôm nay không á, là đã làm lên đến khoảng 8 người thiệt mạng. Thì ngoài ra số người bị thương cũng nhiều á. Đó là tình hình trong ngày hôm nay. Thì đó là bằng chứng cái gì của anh chị? Nga càng làm càng gây chiến tranh cho Ukraine, thì chứng tỏ đất nước Nga là một đất nước khủng bố. Họ chiến đấu ở chiến trường, quân đội của họ họ thua ở chiến trường, quay lại họ đi tấn công vào người dân. Cái điều này nó có sự chênh lệch rất là lớn. Nếu mà quân đội với nhau nó cân bằng, tại vì hai bên đều có vũ khí, còn đối với người dân, người ta không có vũ khí, là cái nơi ở của những người dân, người già, phụ nữ và trẻ em thôi, một người dân bình thường thôi, nhưng mà họ tấn công vô lãnh thổ Ukraine thì làm cho những cái người dân bình thường, người ta bị mất cửa, mất nhà, mất cửa này, bị thiệt hại này, mất điện, khi mà bị ảnh hưởng vậy đó, bị mất điện, mất nước, mất khí đốt, rồi thiệt mạng người dân, rồi nhiều người ta bị thương. Đó là một cái tội ác mà phía Nga đã tạo ra cho người dân Ukraine trong vòng gần 2 năm nay. Thì đó là tình hình trong nước trong ngày hôm nay của anh chị, đặc biệt như vậy. Thì có một thông tin đó là có mấy bạn vô hỏi mình á, sao nghe cái thông tin là tổng thống Zelensky á, là hiện tại bây giờ là kêu gọi làm cấp passport Ukraine cho tất cả công dân trên thế giới, nếu ai rồi đến chiến đấu cho quân đội Ukraine, nghĩa là cấp passport để mà chiến đấu. Thì cái thông tin này hoàn toàn là cái thông tin bị đặt của anh chị, không có cái thông tin này luôn á. Thì mình xin nói rõ cái phần này như thế này nè. Trước khi chiến tranh mà bắt đầu cuộc xâm lược á, rất là nhiều người mà người ta đã từng ở trong quân đội, và những người mà người ta thích cầm súng, những người người ta thích, người ta không có thích Nga, một đất nước xâm lược, người ta đến chiến đấu cho Ukraine. Thì trong cái thời gian đó là toàn bộ là những cái người không có passport, là những cái thời gian đó là người ta đều có thể đến được Ukraine để mà giúp quân đội Ukraine chiến đấu, là đều là phần trăm, là số lượng lớn là những cái người đó, nhiều nước trên thế giới là những cái người đã từng trong quân đội, người ta đến, người ta tham gia. Thì những người trong quân đội thì người ta có, trong người ta có cái dòng máu anh hùng rồi, nên nó khác à. Thì để chứng tỏ cái điều là hiện tại bây giờ không có thông tin mà tổng thống Zelensky cấp passport để mọi người đến chiến đấu, thì nó không 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 đúng. Cho ngay cả thời gian đầu, người rất là nhiều người đến chiến đấu cho Ukraine không có passport, người ta vẫn đến bình thường, chứ không phải đến giờ này. Hiện tại bây giờ ở Ukraine thì mỗi người công dân Ukraine chỉ được một quốc tịch thôi. À, bây giờ là tổng thống Zelensky muốn đổi cái luật đó, là ông muốn làm sao làm đổi cái luật này, là mỗi người công dân Ukraine có thể là có trên hai cái passport, có nghĩa là muốn nhận quốc tịch nào cũng được, không có miễn, không có hạn chế. Thì vì vậy một phần nữa là ông kêu gọi những cái người công dân Ukraine có nguồn gốc
từ dòng máu của người Ukraine, giống như là ông bà cha mẹ hay là dòng họ cô bác ngựa gì gì á mà đã là gốc của người do Ukraine đó, thì có thể nộp đơn, và là có, nếu mà có nguồn gốc thì có thể nộp đơn và xem xét cái việc là nhận được passport Ukraine. Đó là cái điều nó đơn giản gì đó. Tổng thống Zelensky chỉ làm một cái luật mới để cho những cái người mà một phần là ông muốn đất nước ra mạnh hơn, tại vì sau cuộc chiến tranh thì dân số cũng giảm á, thì ông cũng muốn nhiều người có passport Ukraine hơn để giúp cho Ukraine mạnh hơn thôi. Đó thì nó làm cho công dân của Ukraine khắp nơi thì đất nước như là mạnh hơn, nhiều nhiều dân nhiều người thì nó mạnh đó, thì được bảo vệ hơn vậy thôi. Đó thì ông chỉ nêu cái luật gì đó, nhưng mà những cái thông tin mà trái chiều đó, nó đưa lên, nó tổng thống Zelensky muốn cấp visa, cấp passport cho tất cả người dân để đến Ukraine chiến đấu. Cái thông tin nó không có đúng đó, thì mình xin đính chính lại công việc nó như vậy. Một cái thông tin nữa mình muốn chia sẻ với một cô bác, đó là hiện tại bây giờ phía quân đội Nga có thông tin nha, là đã nhận được những cái loại vũ khí tầm xa, đặc biệt là từ 700 đến 1.200 km luôn rồi chú anh chị. Cái thông tin này chưa có chính thức từ lực lượng vũ trang Ukraine, không có thông tin nào chính thức hết. Nhưng mà cái điều mà người ta biết được chính xác có hay không á, là trong cái thời gian trong 1 tháng này nè, khoảng 1 tuần 2 tuần trở lại sau ngày Tết, bắt đầu năm 2024 á, thì có rất là nhiều cuộc tấn công đến thành phố Peterburg của Nga, thành phố lớn thứ hai của Nga đó. Đặc biệt là hai kho dầu rất là lớn, lọc dầu mà tạo ra những cái nhiên liệu mà có thể xuất khẩu, giúp cho nền kinh tế phát triển và giúp cho quân đội Nga ở chiến trường luôn, là từ hai cái nhà máy lọc dầu và cảng biển đó, cảng cảng dầu của Nga đó, thì rất là lớn. Nhưng mà phía quân đội Nga có thể tấn công được hai cái địa điểm này, cách nếu mà tính cái vị trí đó đến lãnh thổ Ukraine thì tầm khoảng, người ta nói là khoảng từ 700 đến 1.200. Từ 700 là khoảng đi đường thẳng, nếu mà đi đường thẳng thì 700. Nhưng mà như khi mà có cuộc tấn công mà nếu mà được an toàn đến mục tiêu á, thì trước hết là người ta phải tính loại trừ những cái phòng không của Nga. Người ta phải đính, cô chú chị, trước khi mà có cuộc tấn công, người ta phải xem xét địa hình, vị trí, những cái phòng không của Nga nằm ở vị trí nào, thì người ta phải đi cách xa, đi dọc, đi đi những cái đường khác mà né những cái phòng không của Nga ra đó. Thì tính lên con số là tầm 1.200 km thì nó mới tới được mục tiêu mà có thể cách xa được cái phòng không của Nga. Vì vậy là cái hai cái những nhiều lần thành công của quân đội Nga là đến mục tiêu là khoảng 1.200 km, thì chứng tỏ là quân đội Ukraine, lực lượng Ukraine của chúng chị, lực lượng vũ trang Ukraine đã có thể nhận được tên lửa khoảng 1.200 km. Đó là một cái điều lợi trừ và có thể thấy được kết quả hiện tại đó. Thì quân đội Ukraine nói là trong thời gian sắp tới sẽ có nhiều nhiều cuộc bất ngờ hơn nữa, nhưng mà không biết như thế nào, chờ có thông tin kết quả thì mới dám thông tin với gì ha. Thì ngồi ra cô chú anh chị biết gì nữa không? Sau khi mà phía Nga đi đến kia là lúc đầu chiến dịch đặc biệt 3 ngày đúng không? Nhưng mà sau đó gần 2 năm rồi, là trên 690 ngày của vậy. 690 ngày rồi, chính hơn rồi. Thì á vẫn chưa hết cái chiến dịch đặc biệt này, gần 2 năm rồi vẫn chưa hết cái chiến dịch đặc biệt. Tàn phá rất là nhiều cơ sở hạ tầng dân sự, quân sự, như là đất, mặt bằng nhiều nơi, rất là nhiều cảng biển, lương thực thực phẩm, tàn phá hàng loạt những cái thành phố của Ukraine bị thiệt hại nặng nề luôn, như là Avdiivka, Bakhmut hầu như là mất hoàn toàn, Mariupol là mất hoàn toàn luôn, không còn gì nữa hết. Vẫn chưa hết cái chiến dịch đặc biệt, chưa vẫn chưa hết luôn anh chị à. Thì bây giờ chiến tranh bắt đầu đã quay về đất nước của họ, bằng bằng chứng là cho anh chị có thể xem cái video ngắn từ phía Nga họ đăng lên, là hiện tại bây giờ cô chú anh chị những cái bệ phóng phòng không S-300 của Nga đó bổ sung ngay cái khu vực thành phố Peterburg của Nga hiện tại bây giờ rất là nhiều xung quanh luôn, tại vì sau những cái cuộc tấn công của quân đội Ukraine hiện tại bây giờ họ đã bổ sung những cái họ di chuyển những cái bệ phóng phòng không ở nhiều cái khu vực khác đến đến khu vực thành phố Peterburg. Đó là tình hình giữa hai bên, tại vì nếu mà cái cuộc chiến này kết thúc nhanh trong ngày 1 giờ sau, chỉ còn phía Nga rút quân về là cái này kết thúc chiến tranh, không còn cuộc chiến tranh nào hết. Cái chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng mà phía Nga không có làm được.
Ukraine thì phải bắt buộc phải chống trả. Ra mình xin chia sẻ một cái thông tin này của anh chị, có thể của chú anh chị quan tâm. Đó là cái số tiền mà đóng băng của phía Nga đó, thì hiện tại bây giờ cái con số chính xác chưa biết là bao nhiêu, nhưng mà hiện tại con số nằm trên khoảng 300 tỷ, 300 tỷ đô. 300 tỷ đô là bao gồm có thể là ở Mỹ không của anh chị. Nhiều thông tin quá. Có nơi thì nói là ở Mỹ hiện tại bây giờ là 300 tỷ, 300 tỷ đô. Còn phía Liên minh châu Âu là tầm khoảng 400 tỷ euro. Thì tổng cộng là trên dưới 700 tỷ, 700 tỷ đô. Thì có người lại nói là chỉ tổng cộng hết luôn khối liên minh với lại Mỹ luôn thì chỉ có 300 thôi, mình cho nên mình cũng không biết như thế nào luôn anh chị. Nhưng mà như thế này nè, thì phía Nga hiện tại bây giờ thế giới đồng minh á, đặc biệt Mỹ kêu gọi là những nước đồng minh khối liên minh châu Âu luôn, là hãy xem xét tạo đưa một cái luật mới để mà dùng cái số tiền đó chuyển qua cho Ukraine để mà Ukraine có thể xoay sở sử dụng cái số tiền này, coi như là cái tiền đóng băng của Nga đó đã gây ra chiến tranh, là đền bù cho phía Ukraine, tự tính tự trừ hiện tại bây giờ luôn, rồi từ khi nào hết chiến tranh là tính tiếp. Thì phía Nga là không có chịu, phía Nga là cũng mời luật sư, kêu những cái người luật sư là hầu tòa nữa, mà không biết thủ lĩnh của họ đó là ông Bu đó, hiện tại bây giờ là kêu bị tội phạm chiến tranh rồi, phải ló mặt ra là bị bắt, thì không biết ai sẽ người đi hầu tòa đây. Một cái điều nữa anh chị, không biết trong tương lai có hầu tòa được hay không á, nhưng mà khối Liên minh châu Âu hiện tại bây giờ có một cái thông tin mới, đó là người đứng đầu Bộ Ngoại giao của 27 quốc gia của khối Liên minh đã nhất trí tăng cường hỗ trợ chứ không nên suy yếu. EU đã đạt được thỏa thuận chính trị cho phép chúng ta tiến tới giai đoạn cuối cùng trong việc sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga. Đó là một cái thông tin coi như là mừng của chú anh chị, có là thông tin rất là một cái thông tin tốt từ Bỉ nữa. Thì Bỉ ngoài cái gói viện trợ 611, viện trợ quân sự và kỹ thuật cho Ukraine đó, thì ngoài ra Bỉ sẽ chuyển cho Ukraine 1 tỷ 7 euro. Cái số tiền này là gồm cái số tiền lãi từ cái quỹ đóng băng của phía Nga đó, ở trong tất cả những ngân hàng của Bỉ. Thì hiện tại bây giờ họ chỉ trích cái số tiền lãi đó thôi là 1 tỷ 7 euro ra, sẽ chuyển cho Ukraine trong thời gian sắp tới. Đó là một tin mừng thứ hai của anh chị ha. Thì đó, khi mà cái quyết định nó được kết thúc á, thì có thể là cái xem xét cái số tiền mà đóng băng của Nga chuyển qua cho Ukraine. Như Tổng thống Zelensky cũng nói rất là nhiều lần, nếu mà Mỹ á, chưa có thể quyết định được cái số tiền mà giúp hỗ trợ cho Ukraine đó, thì hãy xem xét đến cái việc mà cái tiền đóng băng của tài sản của Nga đó chuyển cho Ukraine, thì nó rất là nhanh và gọn. Ở trong lịch sử của đất nước Mỹ và những đất nước đồng minh á, người ta theo cái luật là không có thể nào dùng tiền của đất nước khác á, mà sử dụng cho cái mục đích riêng, nếu mà cái người mà chủ đầu tư cái số tiền đó người ta không đồng ý, không có được cái sự chữ ký của họ, như là không được đồng ý của họ, cũng như là Nga gửi những cái số tiền đó vô trong quỹ ngân hàng của thế giới, như là nhiều nước trên thế giới cũng như vậy ha. Nhưng mà bây giờ những đất nước đó tự tự động lấy số tiền của Nga mà chuyển cho Ukraine, thì nếu mà xét theo luật á thì nó không có đúng ha. Nếu mà luật lúc trước nó không có đúng, nhưng mà cái luật hiện tại, nhưng mà hiện tại bây giờ tình hình hiện tại bây giờ này, Nga là một nước xâm lược thì bắt buộc thế giới phải thay đổi luật và không thể nào mà theo cái luật cũ được. Vì vậy cho nên mình nghĩ là cái việc xem xét cái số tiền mà chuyển giao cho Ukraine là cái việc cần làm. Thì hiện tại bây giờ những nước đồng minh như Mỹ, Liên minh châu Âu, người ta hỗ trợ Ukraine rất là nhiều tiền, hỗ trợ được nhiều tiền mà nhiều vũ khí đó, thì cái số tiền đó trong tương lai, một là Ukraine phải trả, hai là Nga cũng cùng trả nữa đó. Thì chiến tranh là Nga gây ra thì Nga phải đền bù cái số tiền đó. Thì mình nghĩ bây giờ bằng cách này khác, cái số tiền nó đã có sẵn trong ngân hàng rồi thì cứ sử dụng đi chứ chờ khi nào nữa. Nhưng mà cái số tiền quá lớn của anh chị ha, mà cái tiền lãi không nó đã lên đến hàng tỷ, kinh khủng luôn như vậy ha. Đó đó là cái thông tin mà có thể nó gọi là một cái thông tin mừng để mà Ukraine có số tiền để mà xoay sở cho kinh tế đất nước nè, có tiền để mà trả lương hưu cho những người già này, rồi có tiền trả lương cho những anh lính ở chiến trường để nuôi gia đình đó. Thì ngoài ra thì những công dân bình thường thì ai có công việc thì cũng đều vui, có công việc là đi làm đóng thuế chính phủ, và những người càng vui hơn là những người đang sống ở Ukraine để mà có thể là xây dựng nền kinh tế, như là mua bán trao đổi, sử dụng và tiêu xài tiền là bổ sung cho nền kinh tế. Nếu mà một cái con người mà kêu là thương đất nước á, mà càng tiết kiệm cho bạn cho càng tiết kiệm á, thì đó là không có giúp cho nền kinh tế nha.
Nếu mà giúp cho nền kinh tế phát triển là có tiền phải xài. Tất nhiên là không thể nào xài để mà bị thâm hụt. Xài cái số tiền mình có, xài vừa đủ, chứ không phải là keo kiệt là tốt đâu. Xài nhiều để cho nền kinh tế phát triển, để cho rất là nhiều thứ nó ăn khớp với nhau, mua sắm quần áo thì có người mới có công ăn việc làm, thì công việc làm ta lại chi tiêu những cái vấn đề khác đó. Thì cửa hàng, siêu thị, buôn bán, nhà hàng thì tất cả mọi thứ đều cũng phải có khách hàng hết. Cho nên là cái việc mà duy trì nền kinh tế là phải có người tiêu dùng, phải có công dân sống và có người tiêu dùng. Và cô chú anh chị biết một phần nữa nha, sau khi mà xảy ra chiến tranh á, rất là nhiều người công dân Ukraine người ta ra khỏi, như là người ta an toàn, người ta ra khỏi đất nước. Xong rồi có những trường hợp á, là người ta kiếm công việc ngay trên đất nước người ta đang tạm trú luôn. Nhưng mà có những trường hợp á, họ tuy họ ra khỏi nhưng mà họ vẫn làm công ty ở Ukraine, họ vẫn làm ở công ty Ukraine. Thì chứng tỏ một cái điều gì? Mình nghĩ cái việc này trong tương lai sắp tới là mình nghĩ chính phủ sẽ cho một cái luật, hoặc là những cái công ty nào người ta sẽ cho một cái luật luôn á. Tại vì nếu mà đã ra khỏi đất nước rồi thì kiếm những công việc nào ở đất nước đó làm. Chứ bây giờ làm cho công ty ở Ukraine thì nhường cái vị trí đó cho những người Ukraine hiện tại bây giờ ở trong nước, để người ta làm này, người ta có tiền, người ta sinh hoạt ngay trên đất nước. Chứ bây giờ làm nhận lương từ Ukraine nhưng mà tiêu xài từ ở những đất nước khác, thì cái nền kinh tế cũng một phần là thâm hụt nền kinh tế của đất nước nữa. Nên mà mình hy vọng á, những cái người nào mà đã ra khỏi đất nước rồi thì kiếm công việc nào ở những đất nước họ đang tạm trú họ làm. Tại vì ở Ukraine hiện tại bây giờ cũng rất là nhiều người mất mất việc á, tốt nghiệp á, thì nhường những cái vị trí đó cho những người trong nước người ta làm. À, thì ngồi ra hôm nay mình có đọc một cái thông tin đó là cũng khá hay đó, nên mình muốn chia sẻ cho bà cô bác. À, thì sau khi mà cuộc chiến giữa Ukraine mà còn gần 2 năm nay chưa kết thúc, từ quân đội Nga họ họ bổ sung cái kho vũ khí của họ trên 10 năm, nghĩa là tầm trên dưới 14 năm của chú chị, chưa dưới 14 năm. Thì á, bao nhiêu tiền của bỏ trong đó đến hàng ngàn, hơn trên 10.000 xe tăng, rất là nhiều xe tăng và xe bọc thép, máy bay chiến đấu, rồi nhiều tàu ngầm, hạm đội Biển Đen nè, quân lính này, trên 1 triệu quân lính trước khi mà xảy ra cuộc chiến tranh đó. Những người lính rất là giỏi luôn, máy từ máy bay, hàng không, mặt đất, sử dụng xe tăng đến hàng rất là nhiều. Nhưng mà cuộc chiến Ukraine xảy ra gần 2 năm thì họ tiêu hao khoảng 70-80% cái số lượng xe tăng mà họ đã mất ở trên chiến trường Ukraine. 80 đến 90% rồi quý anh chị à, 80-90% cái số lượng xe tăng, kinh khủng rồi chưa? Thì á, xe bọc thép và quân lính hiện tại bây giờ cái số lượng thống kê là gần 400.000 người rồi. Mà chưa tính đến cái số lượng mà bị thương á. Cái số lượng bị thương bây giờ, hiện tại bây giờ nó nhiều đến mức độ mà ở Nga sau khi bị cấm vận họ bị thiếu cái lượng thuốc mà cái lượng thuốc mà sát trùng cho vết thương của anh chị. Hiện tại bây giờ ở Nga đang thiếu cái lượng thuốc này rất là nhiều, tại rất nhiều người binh lính bị bệnh, không phải bị bệnh của như rất là nhiều người binh lính bị thương đó. Nên là cần thuốc sát trùng rất là nhiều đó. Đó là phần trên là vừa bị thương vừa bị thiệt mạng, hơn trên 1 triệu rồi nhưng mà vẫn chưa chịu rút rút quân về. Thì cái sự tình như thế này, phía quân đội Nga cũng cảnh cảnh báo đó cho đồng minh phương Tây á, là giúp cho Ukraine. Chắc trong tương lai nếu mà Nga, hiện tại bây giờ Nga đang dùng tên lửa để tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự của người dân, phá hoại đất nước Ukraine, thì trong tương lai nếu mà Ukraine thất thủ, Nga sẽ tiến gần đến khối NATO hơn, đặc biệt là sẽ quân đội của Nga đó sẽ đến gần với lại biên giới của Ba Lan, Romania, Hungary, Slovakia. Thì thành thử ra lúc đó khối NATO sẽ bị thu hẹp và nhỏ lại. Tự vì đến gần Nga rất là nhiều, Nga rộng lớn hơn, từ đất nước Nga cũng đất nước lãnh thổ cũng rất là lớn. Vì vậy á, kêu gọi đồng minh á, nếu mà không giúp cho Nga, ngày hôm nay phía Nga đó đã dùng tên lửa để tấn công vào lãnh thổ và người dân Ukraine, thì trong tương lai nếu Ukraine thất thủ thì những cái tên lửa từ phía Nga họ sẽ tấn công vào lãnh thổ của phương Tây. Cho nên á, đừng có tỏ ra cái sự yếu kém nữa, hãy mạnh mẽ lên mà ủng hộ cho Ukraine. Hãy chặn ngay trên đất nước Ukraine, chặn quân Nga ngay trên đất nước Ukraine. Đó mà điều mà những cái người mà trong lực lượng vũ trang người ta nêu ra những cái sự tình, như những cái quan điểm, những cái luận điểm của người ta đó, người ta nêu ra đó để cho phương Tây, mà những cái điều mà người ta nói đó phương Tây nghe
những cái người chính trị gia đó, người ta nghe thấy hợp lý và ủng hộ cho Ukraine, chứ không phải là ta nghe xong ta tức giận như những cái ông khác đâu. Những cái ông thì có mình ông nói nữa. Chia sẻ một cái bài, một cái bài này là thuộc một cái tờ báo vàng của Anh Quốc, thì cái tờ báo này có tên là Daily Mail, thì được đưa ra với cái kịch bản tiềm tàng đó, đó là về cái cuộc tấn công của Nga vào NATO. Cái kịch bản tiềm tàng thì hôm bữa mình cũng có coi một cái bộ phim, một cũng có bộ phim, nhưng mà bây giờ mình thấy những cái chính trị gia NATO này họ có thể họ coi bộ phim này hay không nữa mình không biết nữa, nhưng mà cái kịch bản họ đưa ra giống như trong cái bộ phim mà mình đã xem, cô anh chị, bộ phim mới rất là mới, cách đây 1 tháng mình đã xem. Thì cái chiến tranh hiện tại bây giờ, chiến tranh mới á, là nó sẽ bắt đầu như thế này. Mình xin chia sẻ cô chú anh chị có thể hình dung được cái cuộc chiến tranh nếu mà trong tương lai nữa đó, nếu mà xảy ra đó, thì những đất nước mà muốn gây chiến tranh họ sẽ bắt đầu từ cái điều gì để cho không ai mà biết được là một đất nước có chiến tranh luôn, rất là nguy hiểm. Thì người ta nói như thế này là nếu mà kịch bản này nó mà xảy ra đó, Nga tấn công vào NATO, thì nó sẽ bắt đầu như thế này. Đầu tiên á, là sẽ là một cuộc xâm lược. Các cuộc tấn công mạng sẽ gây ra sự gián đoạn toàn cầu đối với cơ sở hạ tầng và vệ tinh. Thì nếu mà không có mạng, tất cả mọi người không có mạng, không có internet là không có thể liên lạc được. Cái sự tình này rất là kinh khủng hơn là cúp điện nữa. Cúp điện mà có thể sử dụng internet, wifi, pin dự phòng hay là điện thoại có thể gọi được bằng mạng internet 3G, 4G, 5G cũng vậy ha. Nhưng mà nếu mà nó đánh vào cái mạng luôn á, nói chung là không có sử dụng được tất cả cái gì luôn, không có wifi, không có vệ tinh, không có gì hết luôn. Radar bị nhiễu sóng, không có hoạt động cái gì, tất cả máy bay cũng không hoạt động. Không có nhìn thấy vị trí địa lý, không có thấy vệ tinh gì, không có gì hết luôn. Nên nếu mà đánh vô cái này là ngừ theo ngừ, không không ai mà biết được mà đất nước có chiến tranh á, thua lập tức, thua nhanh liền. Đó. Thì sau đó người ta nói là giả sử là Liên bang Nga sẽ tiến hành một cuộc tấn công tên lửa lớn nhằm vào các cơ sở hạ tầng trên khắp châu Âu. Đầu tiên là ở sân bay, cũng như là lần đầu tiên họ tấn công vào lãnh thổ Nga ngày 24 tháng 2 đó. Đưa một cái đoàn quân tinh nhuệ phi công đó, lái trực thăng bay thẳng vô để chiếm cái sân bay của thủ đô. Nhưng mà thất bại. Tiếp theo là căn cứ hải quân, trung tâm hậu cần, và sau đó hoạt động trên mặt đất sẽ bắt đầu là đưa những cái dàn xe tăng, xe bọc thép, pháo, đưa tất cả mọi thứ tiến gần vào đất nước, đặc biệt là khối liên minh. Ưu tiên của người Nga sẽ là nỗ lực chiếm hành lang Suwalki và sau đó là tấn công vào các quốc gia vùng Baltic thuộc Ba Lan. Hạm đội Nga sẽ cố gắng kiểm soát Bắc Cực và với sự hỗ trợ của tên lửa Bắc Đại Tây Dương. Sau đó, Nga sẽ tạm dừng đánh giá mức độ sẵn sàng bảo vệ của các thành viên phía đông của NATO. Đó. Đó là những cái thông tin mà người ta mô phỏng giả sử nếu như mà cái cuộc xâm lược của Nga, hoặc là trong tương lai, có thể là năm nay hoặc là năm sau, hoặc là trong cái một cái giả định nữa là nếu Ukraine thất thủ thì Nga sẽ làm gì tiếp theo. Chưa dừng được đâu. Đó. Thì bằng cách này cách khác thì cầu nguyện của anh chị cầu nguyện gì, bằng cách là những chính trị gia gửi cho Ukraine những cái vũ khí tiên tiến tầm xa nhiều vô để mà Ukraine chặn quân Nga ngay trên đất Ukraine, thì mọi chuyện nó sẽ bình thường thôi, nó sẽ hết kết thúc. Khi nào thua không còn gì để đánh nữa, không còn cái quần thì nó không còn cái quần xà lỏn thì tự rút thôi. Đó là cái điều mà nhiều khán giả cũng bình luận nói một cái điều này đó. Thì hôm bữa những cái điều này bình luận của anh chị nó y như chang như trong bộ phim mình xem vậy. Đôi lúc coi những bộ phim giả tưởng nha, những bộ phim giả tưởng, những cái bộ phim mà về war, về chiến tranh nè, về dịch bệnh Covid, hoặc là những bộ phim về thiên tai á, cũng như những cái bộ phim nó thật sự trên thế giới, tuy là coi trên bộ phim trên màn ảnh nhỏ nha, nhưng mà trong tương lai á, thiên nhiên nó cũng giống y chang vậy, như là những cái bộ phim về sóng thần, những cái bộ phim về dịch bệnh, những bộ phim về chiến tranh. Thật sự nếu mà ai xem những bộ phim mà nổi tiếng đều đều thấy coi trước bộ phim đó, và hiện tại bây giờ nó đã xuất hiện, như là dịch bệnh Covid hiện tại bây giờ là 2 năm trước và bây giờ vẫn còn chứ không phải hết đâu, nhưng mà do cái số lượng người có vaccine nhiều á,
nên là nó hạn chế cái sự lây lan, chậm lại, nó không có nhanh như cái thời gian đầu. Nhưng mà về chiến tranh nè đó, thì mình cũng không biết nói gì hơn. Thì hôm nay cũng có những cái video, những cái thông tin muốn chia sẻ với mọi cô bác trong ngày hôm nay. Thì cảm ơn cô chú anh chị đã bỏ thời gian ra nghe mình nói. Cảm ơn rất nhiều, tạm biệt.